Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Xin chào các bạn. Trong bài học này chúng ta sẽ học về Boskapundun, đi mua đồ, đi siêu thị hoặc là đi chợ. Trước tiên, chúng ta cần phải làm quen với ba khái niệm khác nhau về việc đi mua đồ. Trong tiếng Hà Lan có ba cụm từ khác nhau dành cho việc đi mua đồ. Boskapundun. Từ này các bạn sẽ sử dụng khi mà các bạn đi mua những sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống. Ví dụ như là các bạn đi siêu thị hoặc là đi chợ, đi mua đồ ăn, đồ uống, giấy vệ sinh hoặc là bột giặt v.v. thì các bạn sẽ sử dụng cụm Boskapundun. Còn một từ khác cũng thường xuyên được sử dụng khi bạn đi mua đồ đó là Winkelen. Từ Winkelen này nó cũng có nghĩa là các bạn đi mua đồ, đi mua sắm. Tuy nhiên, Winkelen nó bắt nguồn từ từ Winkel, đó là từ chỉ về các cửa hàng. Thông thường bạn sẽ sử dụng từ Winkelen này khi các bạn đi các cửa hàng bán đồ như là quần áo, giày dép, đồng hồ, các sản phẩm khác. Khi mà các bạn đi mua đồ ăn, đồ uống ở siêu thị hoặc chợ thì các bạn bắt buộc phải sử dụng cụm Boskapundun chứ mình không sử dụng là Winkelen. Còn một từ thứ ba thường xuyên được sử dụng đó là Shopping. Từ này nó cũng có nghĩa là đi mua sắm. Tuy nhiên, nó là đi mua đồ hoặc là mình đi xem chơi, cả đi shopping. Nhiều khi mình đi với mục đích giải trí, hẹn hò với bạn bè chung. Một người già lớn tuổi sẽ hiếm khi nào sử dụng cụm shopping. Và thông thường là những người trẻ tuổi, những người hẹn hò tụm năm tụm bảy, đi chơi, đi xem đồ, người ta thường sử dụng cụm shopping. Một điều khác thứ hai đó là khi bạn sử dụng từ shopping thì bạn có thể đi ra ngoài cửa hàng mua hoặc là bạn có thể mua online. Còn từ Winkelen thì các bạn chỉ được sử dụng khi các bạn đi ra ngoài cửa hàng mua mà thôi. Như vậy các bạn nhớ chú ý, ba cụm từ Boskapundun, Winkelen và Shopping nó đều có ý nghĩa là đi mua sắm, đi mua đồ. Và sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào việc Boskapundun. Wie ist er an der Beurt? Wie là từ để hỏi ai, an der Beurt có nghĩa là đến lượt ai, vậy là đến phiên ai vậy? Thông thường người bán hàng sẽ hỏi câu này. Wie ist er an der Beurt? Wie kann ich helfen? Tôi có thể giúp ai được? Nếu đến phiên các bạn thì các bạn sẽ nói rằng Ja, ich. Ich will graag 2 kilo Pink Lady apples. Là tôi, đến lượt tôi. Nếu các bạn muốn đặt mua một cái gì đó, ich will graag, sau đó là đến tên món đồ. Trong trường hợp này là tôi muốn mua 2 ký táo Pink Lady. Ich will graag 3 ons blauwe druiven. Hoặc là bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc ich will graag. 3 ons, 1 ons có nghĩa là 1 lạng 100 gram. Blauer Treufen là cái nho màu xanh đậm hay là nho màu tím này các bạn. Còn nếu mà các bạn mua nho màu xanh nhạt kia thì người ta sẽ gọi là Witte Treufen. Tôi muốn mua 3 lạng nho xanh. 2 avocados graag. Hoặc là nếu các bạn muốn nói ngắn gọn hơn thì chỉ cần nói tên món đồ và sau đó là graag. Cho tôi 2 quả bơ. 1 bosje tulpen. Alsjeblieft. Een bosje tulpen có nghĩa là một bó tulip. Trong trường hợp này mình nói chuyện với người bán hàng là trường hợp lịch sự cho nên mình sẽ sử dụng từ alsjeblieft. Các bạn chú ý rằng trước chữ U nó có thêm chữ T, alsjeblieft. Mình còn có một chữ khác sử dụng cho những trường hợp thân mật hơn đó là chữ alsjeblieft. Mình đi mua đồ thì mình hay sử dụng cùng alsjeblieft hơn. De pruimen zijn in de aanbieding. De pruimen là mận. In de aanbieding là đang khuyến mãi. Mận đang có khuyến mãi đấy. Doet u er maar zes. Đây là cấu trúc của một câu imperative. Đó là câu cầu khiến. Nếu bạn muốn thể hiện sự lịch sự hơn thì các bạn thêm chủ ngữ u. Thì bạn sẽ chia là doet u. Lấy cho tôi 6 trái nhé. De tomaten zijn in de aanbieding. De tomaten là cà chua. In de aanbieding. Đang khuyến mãi. Chúng tôi đang có khuyến mãi cà chua đấy. Normaal 4 euro per kilo. Nu alleen 2 euro per kilo. Bình thường là 4 euro một ký. Và hôm nay giá khuyến mãi đó là 2 euro một kilo. Dan doe er maar 1 kilo bij. Vậy thì cho tôi 1 ký đi.
Anders nog iets? Câu này thông thường người bán hàng sẽ hay hỏi bạn nếu như là họ muốn hỏi là bạn còn muốn mua gì nữa không? Ja, ook nog 2 ons gesneden groenten erbij. Groenten là rau củ, gesneden groenten là rau củ đã thái sẵn. Còn cho tôi thêm 200 gram rau thái sẵn nhé. Nee, dank u. Nee, dat was het. Còn nếu các bạn không muốn mua thêm gì nữa thì bạn có thể nói nee, dank u, không cảm ơn. Hoặc là nee, dat was het. Vậy là được rồi. Ngoài cùng anders nog iets thì người bán hàng cũng có thể hỏi các bạn những câu sau đây. Dat is alles. Thì bạn có thể trả lời rằng ja, dat is alles. Dat was alles. Ja, dat was alles. Dat is het. Ja, dat is het. Dat was het. Ja, dat was het. Tất cả những mẫu câu này thì đều được hỏi mang ý nghĩa rằng quý khách còn mua gì nữa không? Và bạn được trả lời rằng vậy là được rồi. Sau khi chúng ta mua đồ xong thì đến lượt chúng ta phải thanh toán, contant geld, là các bạn trả tiền mặt. Dat is dan 20 euro. Tất cả là 20 euro. Dat is dan 15 euro alstublieft. Của quý khách là 15 euro. Dat is 25 euro bij elkaar. Bij elkaar là tất cả hoặc là tổng cộng. Như vậy là tổng cộng là 25 euro. Alstublieft. Khi các bạn đưa tiền mặt cho người bán hàng thì các bạn có thể nói cũng alstublieft để thể hiện sự lịch sự. Tiền đây. Hebt u het niet kleiner? Khi mà các bạn đưa một tờ giá trị quá lớn thì nhiều khi người bán hàng người ta có thể hỏi rằng quý khách có tờ tiền nào nhỏ hơn không? Nếu bạn không có thì bạn có thể trả lời rằng ik heb alleen een briefje van 50. Tôi chỉ có một tờ 50 euro này thôi. Een briefje có nghĩa là một tờ tiền. Geen probleem. Alsjeblieft, 40 euro terug. Không sao cả. Thổi lại 40 euro cho quý khách đây. Hebt u terug van 2 euro? Và nhiều khi cũng giống như trong tiếng Việt của mình, nhiều khi người bán hàng cũng có thể nói rằng quý khách có 2 euro lẻ đó không? Để cho người ta thối lại tiền cho chẵn. Pinnen. Nếu chúng ta không trả bằng tiền mặt thì chúng ta có thể trả bằng thẻ thì mình gọi là pinnen. Kan ik pinnen? Mag ik pinnen alstublieft? Pinnen alstublieft. Ba câu này đều có ý nghĩa rằng tôi có thể trả bằng thẻ được không? Hoặc là tôi trả bằng thẻ nhé. Ja hoor, gaat u gang. Tất nhiên là được rồi. Xin mời quý khách. Dank u wel. Và sau khi mình trả bằng thẻ xong thì người bán hàng thường nói rằng dank u wel là cảm ơn quý khách. Wilt u misschien de bon? Sau khi trả bằng thẻ xong, người ta thông thường sẽ hỏi rằng quý khách có muốn hóa đơn không? Là cái hóa đơn mà mình đã trả bằng thẻ. Nếu muốn thì các bạn sẽ trả lời rằng ja, graag. Có. Còn nếu các bạn không muốn lấy cái hóa đơn này thì các bạn có thể trả lời nee, dat hoef ik niet. Nee, hoef niet. Sau khi trả tiền xong thì mình sẽ chào. Thông thường người bán hàng sẽ nói rằng tot ziens en prettig weekend. Xin chào tạm biệt quý khách và chúc một cuối tuần tốt đẹp. Dank u wel. Fijne dag verder. Xin cảm ơn quý khách và chúc quý khách có một ngày tốt lành. Và để đáp lại lời nói của người bán hàng thì mình cũng có thể trả lời ngắn gọn. Tot ziens. Hẹn gặp lại. Hetzelfde. Tương tự như vậy nhé. Bạn cũng vậy nhé. U ook. Gewicht. Gewicht có nghĩa là khối lượng, trọng lượng.
1 ons is 100 gram. 1 ons có nghĩa là 1 lạng. 1 pond is 500 gram. 1 pond là nửa ký. 1 kilo is 1000 gram. 1 kilo thì là 1000 gram. Het gesprek op de markt. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn hội thoại mua bán ở chợ. Verkoper, đó là người bán hàng. Wie is er aan de beurt? Đến lượt ai vậy? Ja, ik. Ik wil graag een kilo appels. Là tôi. Cho tôi 1 ký táo nhé. Prima. Anders nog iets? Được thôi. Ngoài ra còn gì nữa không? Ja, nog een pond tomaten. Có. Cho tôi nửa ký cà chua nhé. Was dat het? Như vậy là xong rồi phải không? Ja, dat was het. Hoeveel kost het? Vâng, đó là tất cả. Tất cả hết bao nhiêu tiền vậy? Even kijken. 3,25 euro alstublieft. Để xem nào. Even kijken. Của quý khách là 3 euro 25 cent. Alstublieft. Cho tôi gửi tiền. Dank u wel. Fijne dag verder. Xin cảm ơn quý khách và chúc quý khách một ngày tốt lành. Hetzelfde. Tot ziens. Tôi cũng chúc ông hoặc bà như vậy nhé. Và hẹn gặp lại. Tot ziens. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang đoạn hội thoại thứ hai cũng ở chợ. Wie is er aan de beurt? Đến lượt ai vậy? Ja, ik. Là tôi. Zegt u het maar. Câu này có nghĩa là hãy nói đi. Ý muốn hỏi rằng quý khách muốn mua gì? Deze bos bloemen graag. Tôi muốn mua bó bông này, bos bloemen, có nghĩa là một bó bông này. Anders nog iets? Ngoài ra còn gì nữa không? Nee, dat was het. Hoeveel kost het? Không ạ, chỉ vậy thôi. Bao nhiêu tiền vậy ạ? 2,50 euro. 2 euro và 50 cent. Alsjeblieft. Cho tôi gửi tiền ở đây. Dank u wel. Nog een fijne middag. Cảm ơn quý khách và chúc quý khách một buổi chiều tốt lành. Hetzelfde. Dag. Ông cũng vậy nhé. Tạm biệt. Het gesprek in de supermarkt. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau học về đoạn hội thoại ở trong siêu thị. Hallo, mag ik wat vragen? Làm ơn cho tôi hỏi cái này. Ja, natuurlijk mevrouw. Wat kan ik voor u doen? Medewerker supermarkt có nghĩa là nhân viên siêu thị. Tất nhiên rồi, thưa bà. Tôi có thể giúp bà được gì? Waar staat de koffie? Tôi có thể tìm cà phê ở đâu? Even kijken. De koffie staat naast het brood. Để xem nhé, cà phê thì nó nằm gần chỗ bánh mì. Ja, waar precies? Waar là ở đâu, precies là chính xác là ở đâu vậy? U gaat rechts bij de groente. U ziet eerst het brood en naast het brood staat de koffie. U gaat rechts bij de groente, có nghĩa là các quý khách đi đến quầy bán rau củ, sau đó quý khách quẹo phải, gaat rechts. U ziet eerst het brood. Đầu tiên quý khách sẽ nhìn thấy quầy bán bánh mì. En naast het brood staat de koffie. Và cà phê thì nó nằm bên cạnh quầy bánh mì. À, dank u wel. Ồ, cảm ơn nhé. Graag gedaan. Không có chi ạ.
Hallo, mag ik wat vragen? Tôi có thể hỏi cái này được không? Ja, natuurlijk. Wat kan ik voor u doen? Ồ, tất nhiên rồi. Tôi có thể giúp gì ạ? Waar staat de rijst? Gạo được để ở chỗ nào vậy? De rijst staat bij de suiker, naast de groente. Nó nằm cùng với chỗ đường, ngay bên cạnh quầy rau củ. Bedankt. Cảm ơn. Graag gedaan. Không có chi. Hallo, mag ik wat vragen? Tôi có thể hỏi cái này một chút được không? Dag meneer, wat kan ik voor u doen? Xin chào ông. Tôi có thể giúp gì được cho quý khách? De melk is op. Heeft u nog melk? De melk is op, có nghĩa là sữa thì hết rồi. Có nghĩa là vị khách hàng này không tìm thấy sữa. Thì ông ấy hỏi thêm rằng, heeft u nog melk? Cửa hàng của mình có còn sữa không? Ik ga even kijken. Een momentje alstublieft. Alstublieft, de melk. Hoeveel pakken wilt u hebben? Ik ga even kijken, la. Để tôi đi xem thử nhé. Để tôi đi kiểm tra. Een momentje alstublieft. Là xin quý khách chờ một chút. Và sau đó một hồi thì người bán hàng này quay lại và nói rằng alstublieft de melk. Sữa của quý khách đây. Hoeveel pakken wilt u hebben? Là quý khách cần mấy hộp sữa? Twee pakken graag. Dank u wel. Hai hộp nhé. Cảm ơn. Graag gedaan. Dag meneer. Không có gì ạ. Xin chào quý khách. Dag. Chào. Het gesprek. In de bakkerij. Sau đây sẽ là một đoạn hội thoại ở cửa hàng bánh bánh và bánh bánh mì. Dag mevrouw. Medewerker bakkerij, có nghĩa là nhân viên ở cửa hàng bánh bánh và bánh mì. Goedemorgen. Chào buổi sáng. Zegt u het maar. Quý khách muốn mua gì ạ? Een half wit alstublieft. Wit là bánh mì trắng. Bánh mì sandwich trắng. A half có nghĩa là khi mà người ta chỉ lấy một nửa của cái phần sandwich đó mà thôi. Cho tôi một nửa bánh mì sandwich trắng nhé. Gesneden. Có thái ra sẵn không ạ? Ja, graag. Có. Anders nog iets? Ngoài ra quý khách còn mua gì nữa không? Nee, dat was het. Không, đó là tất cả. Dat is dan 1,20 euro alstublieft. Vậy của quý khách là 1 euro 20 cent. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau học một số mẫu từ mới khi mình đi mua đồ. Đầu tiên chúng ta sẽ đi sang de slagerij. Đó là cửa hàng bánh thịt. Thì người bán ở cửa hàng bánh thịt mình gọi là de slager. Producten là các sản phẩm. Vlees. Thì ở cửa hàng bánh thịt mình có các loại thịt. Vlees. Het varkensvlees. Là thịt heo. Het rundvlees. Thịt bò. Het lamsvlees. Thịt cừu. Het gehakt. Thịt xay sẵn. Vleeswaren. Đó là các sản phẩm được làm từ thịt. De ham. Thịt nguội. De salami. Đây là một loại xúc xích khô. De pâté. Sau đây là mình sẽ đi sang cửa hàng de bakkerij. Cửa hàng bánh bánh mì và bánh các loại bánh. Thì người bán hàng hoặc là người làm ra những sản phẩm này mình gọi là de bakker. Người làm bánh. Ở đây mình có các production khác nhau, ví dụ brood. Bánh mì. Het witbrood. Bánh mì trắng.
Het bruin brood. Bánh mì nâu. Het volkoren brood. Đó là các loại bánh mì còn nguyên cám, còn nguyên hạt. De croissant. Mình hay gọi là bánh sừng trâu. Het stokbrood. Đó là bánh mì loại dài và khi ăn thì mình sẽ thái lát mỏng ra. Ngoài bánh mì thì ở cửa hàng còn có Kuk, gebak. Kuk là các loại bánh quy. Gebak là các loại bánh kem. De taart. De cake. De vlaai. Ba từ này nó đều có ý nghĩa là các loại bánh khác nhau. Các loại bánh kem hoặc là bánh bông lan khác nhau. De stroopwafel. Stroopwafel là một loại bánh waffle rất là nổi tiếng của Hà Lan. De koekjes. Các loại bánh quy khác nhau. De groenteboer. Ở Hà Lan thì cũng có các loại cửa hàng. Người ta gọi là de groenteboer, chỉ chuyên bán về rau củ quả mà thôi. Groenten. Đầu tiên mình có các loại rau, ví dụ de sla. Rau salad. De boontjes. Các loại đậu khác nhau. De bloemkool. Bông cải trắng. De broccoli. Bông cải xanh. De spinazie. Rau mồng tơi Mỹ hoặc là rau mồng tơi Tây. De prei. Cây hành taro. De asperge. Măng tây. De aardappel. Khoai tây. De wortel. Cà rốt. De tomaat. Cà chua. Fruit. Trái cây. De aardbeien. Dâu tây. De appels. Táo. De avocados. Bơ. De bananen. Chuối. De sinaasappels. Cam. De mandarijnen. Quýt. De druiven. Nho. De kiwis. Quả kiwi. De supermarkt. Siêu thị. De markt. Chợ. De boodschappen. Đó là những cái đồ mà mình phải mua. De boodschappenlijst. Đó là một danh sách, một danh mục các đồ mình phải mua. De winkel. Là cửa hàng. De prijs. Giá cả. De kosten. Cái giá mình phải trả để mua. Duur. Đắt. Mắc. Goedkoop. Rẻ. De bon. Đó là hóa đơn mua hàng. Zinnetjes. Các câu ngắn gọn hay thường được sử dụng trong giao tiếp khi mà mình mua đồ. Mag ik wat vragen? Tôi có thể hỏi cái này một chút được không? Ja, natuurlijk. Tất nhiên rồi. Waar staat de koffie? Tôi có thể tìm cà phê ở đâu? Die staat daar. Nó ở đằng kia kìa. Ik zoek de suiker. Tôi đang tìm đường. De suiker staat bij de koffie. Đường thì nằm bên cạnh cà phê. Wat kan ik voor u doen? Kan ik u helpen? Tôi có thể giúp gì được cho quý khách? Wie is er aan de beurt? Đến phiên ai vậy? Graag gedaan. Không có chi. Alvast bedankt. Xin cảm ơn trước. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn, thì hãy nhớ bấm nút like video nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!